À cái này bỏ ok. Cảm ơn Khang. Cảm ơn anh. Anh Khang húp. Bệt luôn. Năm tay chặn. Húp đúng không anh? Em tin là anh húp. Có ai phan chặn không? Lên món quà vui vẻ không mọi người? May mén không? Anh chẳng ạ, sắp đôi. Sắp đôi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tay chẳng. Húp chẳng không mọi người? Khang húp không Khang? Cảm ơn Khang. Cảm ơn anh ạ. Anh Lan Lót Tử à. Cảm ơn Ronacy. Húp chẳng, yeah, cố lên, cố lên. Mười phút cuối của em nè. 10 phút cuối cùng. Mọi người ai hợp lấy em xin một cái follow. Để mai mình còn gặp nhau rồi nha. Mai em không like bằng em, like bằng B ạ. Lẽ rồi Khang ơi, gãy thế này à. Gãy cầu. Chết rồi. Xin lỗi anh. Cầu hơi ngắn. Tay này lấy lại không? Ok chú lùn. Khang đánh gì vậy? Không biết Khang đánh gì hết. À chẳng rồi. Anh lùn ơi. Anh thắng hốt chẳng. Sắp con bà đôi. Sao nó không lên tướng nhỉ? Sắp đôi. Ai hốt chẳng nào? Bay em nha, tối tiếp. Tối em không like anh Khang ơi. Tay cuối không? Khang ơi tay cuối không? Tối em không like. Like cuối của em đi về rồi. Em like ca sáng. Em là Bonnie. Anh nhớ tên em nha. Mai mình gặp nhau tiếp. Chẳng hốt không? Cứu em một món quà tạm biệt không? Chẳng sắp con bà đôi. Ai hấp chả ngon ạ? À? Anh đi mất tiêu à? Cảm ơn Tuấn Hugo. Cảm ơn Khang nhiều nhanh Khang ơi. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Tuấn. Ba đỡ. Hấp lẽ tài ba đỏ. Em hôn một tay cái con bò nha. Anh Tuấn. Ui hấp à. Anh vẫn ở live à. Hay chơi với em hết live này được không? 9 phút cuối à. Chúc mừng anh Khang hấp. Cảm ơn Khang. Cảm ơn anh ạ. Hello anh Quốc bạn. Ba đỏ. Hốt tiếp không anh? Lẽ tài. Chúc mừng bông. Đi ni. Sao mọi người chẳng mọi người cũng chửi mà lẽ mọi người cũng chửi ta? Chửi là niềm vui đúng không? Niềm vui mỗi ngày đúng không? Sao anh cười? Hi hi là gãy à? Anh Khang sinh năm bao nhiêu vậy anh Khang?
Anh nói với em anh hấp tứ đi. Anh nói với em là anh hấp tứ đi anh. Ai lóc tứ đỏ không? Hãy cho em thấy một người hấp tứ đi. Hơi 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 hả? Cứu em không? Cứu em một món quà hơi hơi không? Một ly bia hơi cho mát. Em nghĩ là không đâu. Cảm ơn chú Út. Sắp đôi à? Không tứ kép. Đây cũng hút hơi hơi đúng không? Còn ai ai ạ? Hello chú Út. Tình cờ gặp lại nhau. Anh ơi. Anh ơi, húp đúng không? Hơi hơi không? Tứ luôn nè. Ai hút tứ không ạ? Mọi người, cảm ơn Tùng H. À Tùng 2HT ạ. À. Đỉnh không? Quá trời tứ luôn á. Có ai hút tứ với em không? Chú hút không? Khang đi rõ Khang. Vẫn sắp rồi. Bệt trắng rồi. Lại bệt trắng rồi. Xin lỗi, 5 phút cuối nè. 5 phút cuối cùng. Cảm ơn chú Út. Ước gì 5 phút cuối em hả? Cái không được đâu. Thôi cứ ước ha. Ước gì thấy cái du lịch. À thôi. Chắc không được. Chẳng ạ. À. Sao chú? Sao xin lỗi em? Chẳng ạ. À. Có ai hút chẳng không? Hello Phương. Em hôn tay được không? Chẳng đây. Chẳng lót xỉu ạ. À. Chẳng lót vị xỉu. Cảm ơn Phương. Khang nghĩ rồi Khang. Ui, má sai vị. Tứ anh Tùng ơi. Em sai vị rồi. Má. Chẳng xỉu mấy đâu chứ. Ra chẳng tài mọi người ơi. Ai lót tứ không? Vẫn là tứ. Tiếc quá, Khang ở lại là ngon rồi, là hút rực rỡ rồi. Cảm ơn Thịnh. Ba trắng đi học, của cô cũng ra lễ rồi nè. Ai hút lễ đi học không? Xin con xe không? Xin con xe không mọi người?